Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn con xe Beton kiểu dáng cào cào. Con xe này thì sườn thép, rắc co nhôm đúc, bẹ lớn. Xe thì sườn thép, còn tất cả các cái thứ còn lại là inox. Trừ cái rổ nhé, cái rổ chở hàng phía trước là inox Việt Nam. Còn lại là đồ zin hết. Con xe này bánh của nó size bánh là 27, tức là đường kính bánh là 680 đó. Thì đùm trước của nó là đùm Beton phát điện, đùm sau đùm 3 số trong, tức là 3 số nó được giấu ở trong đùm á, thì mình cứ gọi 3 số trong cho nó chính xác. Thương hiệu Shimano Nessu Japan. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận của các thứ tới đâu thì mình sẽ giới thiệu với các bạn tới đó. Đây vẫn là một cái ghi đông canh én thấp. Cái phần tí tròn tròn từ đây tới đây là nhôm, phần này inox. Đây là cái tay đè. Trong các loại tay đè thì cái tay đè này là cái tay đè đời cao nhất của cái dòng xe này nhé. Mình nói là của dòng xe này nhé. 2, 3, hình giọt nước này, đấy, Shimano Nessu này, xịn sò luôn. Rất vào số, rất ép số, rất đẹp. Rồi, cũng như các con khác của Beton, thì cái tay thắng này, đây ạ, cái tay thắng này. Tay thắng này là nhôm đúc. Nhôm đúc, toàn bộ nhôm đúc rất chắc. Ok, cái mà các bạn nhìn thấy cái này là cái logo của Beton này đây. Beton thì nó logo chữ B như vậy đó. Đây ạ. Cái đùm này là đùm Beton nhé. À đúng rồi, Beton chính hãng. Chữ nó mờ mờ nó bay rồi nhưng mà vẫn còn đọc được. Ở bên ngoài là các bạn đọc rất rõ chữ Beton nó nằm chỗ này. Nó phai màu, nó lẫn với cái màu, hoặc là do chủ cũ nó chùi nhiều ấy. Nó lẫn với màu đùm nên mình quay nó không có lên được. Nhưng mà chắc chắn là nó có chữ Beton. Cam inox, vành inox đây ạ. Vành inox chính hãng luôn. Đó, Beton này, 27 này. Vành inox, chân căm này bằng thau này. Đó. Đèn thì con này chủ cũ người ta gắn cái đèn của Panasonic. Đèn cũng rất sáng. Đèn Panasonic là cũng một cái thương hiệu nội địa Nhật. Đều là hàng nội địa cả. Vẫn như thường lệ thì cái thắng phía trước này là thắng 3 mảnh. Đó. Thắng sau đây. Thắng sau thì bạc đạn côn bi, hay là gọi là bạc đạn bi lăn, đều vậy đó. Con xe này thì nó có cái cổ, khóa cổ chống trộm. Khóa này, khóa cổ chống trộm. Khóa này liên kết với khóa này qua một sợi dây cáp. Khóa đồng thời luôn, hay còn gọi là khóa truyền. Đây, cái mà mình nói với các bạn đây là cái bẹ lớn này đây. Thực ra từ nguyên cái cụm này này, cụm rắc co này đúc bằng nhôm, hay là cái phần này này đúc bằng nhôm đúc hết. Phần này thì bằng thép. Thép. Cái này là thép này. Đây, rắc co nhôm này, đây mình gọi là rắc co nhôm đúc. Đây, tem an ninh của nó đây. Cái tem này là tem an ninh Nhật này, đó. Tem này là tem KCS này. Giò đĩa con này thì nhôm nhé. Cái giò đĩa này nhôm. Phần này inox này. Tóm lại là toàn bộ con này là inox hết. Cái này là cò đè. Đây, vỏ nó đây. Cái đèn này đèn phản quang nhé. Rồi, thì nó tới cái đùm. Đùm này là đùm Shimano Nessu Japan. Made in Japan. Yên zin luôn nhé. Yên này thôi rồi, siêu êm luôn đây này. Bấm cái nó bật lên này. Các bạn thấy tay mình ấn này, đó, bật lên. Đây, chữ Beton còn nguyên này đó. Cái này thì nó còn nhé. Cũng cái đùm này các bạn cứ nhận biết. Nếu cái yên nó hình dáng như thế này là yên Beton. Có thể là còn chữ như cái này, hoặc có thể là họ quá trình sử dụng họ lau chùi nhiều, họ cọ nhiều thì nó bay cái chữ nó đi. Vậy thôi.
Đây, cái khóa truyền mình nói nãy với các bạn là cái khóa này. Cái này khóa bê tông nhé. Đây. Đó, khóa lại như này. Rồi. Khóa như này thì cái cổ không quay được. Bật lên thì nó sẽ quay. Đây các bạn nói như này thì nó sẽ quay. Cái hay của cái khóa này nữa, nếu bạn nào sử dụng rồi thì mình không nói, như những cái bạn nào mà chưa sử dụng đây này. Nếu bình thường như thế này thì không bao giờ khóa được nhé. Các bạn phải thò tay ấn cái con này vào. Đó. Ok. Rồi, như vậy cơ bản là mình đã giới thiệu xong con xe này rồi. Tóm lại thì nó cũng giống như những con xe cả pháo khác thôi. Nhưng mà mỗi con mỗi khác một chút. Con này thì đồ inox hết nhé. Cái nữa là con này nó chạy cái dây sên. Thay vì những con khác, một số con này nó chạy dây Cura. Dòng cào cào này có dòng chạy dây Cura. Có đời xe thì nó chạy dây xích, hay còn gọi là dây sên ấy. Bây giờ mình ra máy mình test cái đèn nhé. Test cái đèn cho người xem. Xem mà đèn nó, cái đèn Panasonic này nó sáng cỡ nào. Đây. Đây nha, cái này nha. Này cảm ứng này, che lại tối thì sáng. Đó, nó sáng lòa lên này đó. Chế độ cảm ứng rất tốt. Các bạn ban ngày các bạn quay, các bạn cứ bịt cái che cái mắt đọc của nó lại là cái mắt cảm ứng á, là nó sẽ sáng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test cái độ bon trớn nhé. Mấy con xe đủ 3 số này độ bon trớn rất quan trọng. Nếu các bạn mà mua một con xe mà về mà thấy quay mà thấy nó tiếng kêu nó không có êm á, nó không re re mà nó có tiếng kêu lạ thì cái đùm đấy có vấn đề rồi. Đây, bây giờ mình test cho các bạn xem cái âm thanh của cái đùm 3 số mà còn ngon này. Đó, âm thanh nó re re vậy đó. Ngoài tiếng re re ra thì tuyệt nhiên nó không có tiếng động khác nha. Đó. Mình sẽ test cái thắng luôn này. Nói chung cái đùm 3 số này, trường hợp một thời gian người ta chạy rồi đấy, thì nếu mà cái nó có âm thanh lạ thì mình phải bảo dưỡng lại. Bảo dưỡng thì phải thợ lành nghề, nói chung phải biết cái này mới được. Mấy ông thợ mà chưa mở bao giờ là có khi ông mở lúc ông ráp vô là dư đồ đó. Mở ra rồi vệ sinh, xúc vệ sinh, rồi vô mỡ bò chịu nhiệt vào là ok. Cái gì cần cân chỉnh thì cân chỉnh lại là chạy mượt, re re luôn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong với các bạn con xe cào cào thương hiệu Beton. Bây giờ là tới cái phần chốt và giao dịch. Nếu các bạn thích con xe này, vui lòng gọi ngay số 0939086797 để chốt đơn. Hoặc các bạn có thể thảnh thơi thì chat qua Zalo số này. Zalo của mình thì nhiều khi bị đầy, mình chưa xử lý kịp thì các bạn cứ để lại tin nhắn. Nội dung tin nhắn là xin chào hoặc là tôi cần mua xe. Cụ thể ví dụ tôi cần mua xe cào cào chẳng hạn, ví dụ như con này đó, thì mình sẽ vào và nhắn tin chat với các bạn. Còn bây giờ mình xin được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video mới nhất.